Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Điện Máy Xanh. Mình là Trung đến từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục tình trạng vào YouTube mà không xem được hình ảnh. Hiện tại thì sáng hôm nay rất là nhiều dòng sản phẩm của những hãng TV khác nhau, giống như là Sony, Samsung, LG, TCL hoặc là Panasonic. Khi mà các bạn truy cập vào ứng dụng YouTube mặc định ở trên TV thì sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ không có vào xem được. Nó sẽ gặp tình trạng giống như là các bạn chỉ nghe tiếng được mà không có xem hình, hoặc là chỉ thấy cái màn hình đen ở trên cái TV thôi, dẫn đến tình trạng chúng ta không sử dụng được dịch vụ của TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục trên một số dòng sản phẩm giống như là Android TV của Sony, Internet TV của Sony và một cái dòng sản phẩm Samsung. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục trước trên cái dòng Android TV. Trên Android TV của Sony thì các bạn sẽ vào trong mục cài đặt. Sau đó các bạn sẽ tìm đến giúp mình ứng dụng. Rồi, các bạn sẽ bấm xuống cuối cùng phía dưới. Tìm giúp mình tới cái ứng dụng có tên là YouTube. Đây các bạn sẽ thấy cái YouTube cuối cùng, các bạn sẽ bấm lên ứng dụng này. Sau đó các bạn sẽ chọn giúp mình cái mục là xóa kết. Ok. Xóa dữ liệu. Ok. Các bạn sẽ xóa hai dòng này, xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ kết trên dòng Android TV. Sau khi xóa xong rồi, các bạn sẽ trở về màn hình chính và mở lại ứng dụng YouTube xem. Thử xem cái ứng dụng YouTube trên Android TV chúng ta đã khắc phục được hay chưa. Cách đầu tiên là cách đơn giản nhất, thì các bạn sẽ giúp mình bằng cách rút cái nguồn điện TV ra để khoảng 5 đến 10 phút để cho hệ thống của TV reset lại, sau đó chúng ta sẽ cắm nguồn điện vào. Mình kiểm tra lại mình đã vào được ứng dụng YouTube hay chưa. Còn nếu mà cách đầu tiên không được thì các bạn sẽ thực hiện cách thứ hai với mình bằng cách là vào trong mục cài đặt. Sau đó các bạn sẽ di chuyển xuống cái mục thiết lập. Trong mục thiết lập các bạn sẽ chọn qua tab bên phải và di chuyển xuống giúp mình. Mục cuối cùng nó sẽ có mục là hỗ trợ khách hàng. Trên đây thì các bạn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới tìm giúp mình tới chữ là khởi tạo thông tin cá nhân. Sau đó các bạn bấm chấp nhận. Khi TV khởi tạo thông tin xong các bạn sẽ bấm chấp nhận. Bấm trở về cho mình. Và mở lại ứng dụng YouTube. Kiểm tra xem đã chúng ta đã vào được ứng dụng YouTube hay chưa. Cách khắc phục đối với dòng sản phẩm Samsung Smart TV thì sẽ có hai cách. Cách đầu tiên các bạn sẽ tìm đến cái mục app. Trong mục app này thì các bạn sẽ tìm đến ứng dụng YouTube. Sau đó các bạn sẽ nhấn phím OK, nhấn giữ lên ứng dụng YouTube. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn lên cái chữ là cài đặt lại để cho ứng dụng YouTube chúng ta sẽ reset. Sau khi ứng dụng đã chạy 100% rồi, các bạn sẽ mở ứng dụng YouTube lên để kiểm tra thử xem là ứng dụng YouTube đã hoạt động lại được hay chưa. Còn nếu mà cách này vẫn chưa khắc phục được thì các bạn sẽ chuyển sang cách thứ hai. Đầu tiên các bạn sẽ phải chọn nguồn là TV. Sau đó các bạn sẽ vào trong mục cài đặt. Trên đây thì các bạn sẽ tìm đến giúp mình cái mục là hỗ trợ. Di chuyển sang tab kế bên, các bạn sẽ chọn lên mục tự chẩn đoán. Sau đó các bạn di chuyển xuống đặt lại Smart Hub. Mật khẩu mặc định 4 số 0. Các bạn để TV chúng ta đặt lại. Sau khi TV đặt lại xong rồi thì chúng ta sẽ thiết lập lại ban đầu và sau đó kiểm tra thử xem cái ứng dụng YouTube của chúng ta đã vào được hay chưa. Đối với một số dòng sản phẩm TV khác thì các bạn cũng có thể sử dụng tính năng là đặt lại cài đặt của TV để các bạn kiểm tra thử xem ứng dụng YouTube của mình có vào được hay chưa. Và các bạn nên lưu ý giúp mình, hiện tại ứng dụng YouTube không vào được không phải là lỗi của TV mà là lỗi do mạng hoặc là do ứng dụng YouTube đang bị lỗi trên server của các máy chủ. Và một số hãng đã xác nhận giống như là LG, họ đã xác nhận cái ứng dụng YouTube đang trong quá trình lỗi và họ cũng đang trong quá trình khắc phục. Và một số hãng khác thì cũng tương tự như vậy. Nếu TV các bạn đang gặp tình trạng lỗi này thì các bạn đừng lo lắng quá, tại vì hãng đang trong quá trình khắc phục. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách khắc phục một số lỗi trên dòng sản phẩm TV không xem được ứng dụng YouTube. Nếu các bạn có gì thắc mắc có thể comment dưới video clip, mình cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Nếu các bạn có gì thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp thông qua tổng đài 1800 1764. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.